Rồi giờ chuẩn bị kéo tép nhọn mọi người. Túi mọi người cá sập non với tép kho đây, cá sập non với tép nè mọi người, một bén, một bén luôn đó, có mồi câu cá nữa đó. Thank you.
một lưới nữa mọi người. Ủa còn trên nữa. Lưới thứ hai mọi người là dính tép với cá sặc non nữa nè. Rồi đây mọi người, dính hai lưới được nhiều tép với cá sặc non này. Rất là nhiều luôn. Rồi đây là mọi người, chiến lợi phẩm tép nhọn kéo nè. Đó, rất là nhiều luôn nha. Đó, cá sặc non nữa nè, rất là nhiều cá sặc non nè, thấy không? Đó. Đó, cá sặc non nè. Đây là kho tiêu nha mọi người. Đó. Đó, đó là những gì muốn chia sẻ cho mọi người xem ngày hôm nay. Mọi người xem clip thấy thú vị nhớ để lại một like cũng như comment ý kiến của mọi người bên phần bình luận video nha. Và đừng quên chia sẻ video ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau.